cá nè, tàu ô cá nè, đó đó đó. Rát tay rồi nè, tàu ô. Rát tay, tàu ô. Có nó chảy rồi nè, trước cây á. Ừ, nó chảy rồi đó. Ừ, nó dịch ăn mệt luôn. Ồ đó đó, lộn quá, dữ lộn quá luôn rồi. Nè nè nè, nó lộn đây nè. Xuống bắt đi. Đó. Đó đó, nó phi cầu, phi. Chạy lại luôn, cho nuôi mẹ lên rồi. Nuôi lại luôn đi. Tại nó chết á. Thôi chết. Bắt không công thả lại gì hết á. Bắt có phi bự thôi. Lụm mỗi tay luôn. Mau. Cầu có hơi coi đó đó đó, cầu nó bự rồi. Bác, bác. Đây mày phải lên chuồng tao, bác có lên lại chuồng tao, bác đèo. Để mốt thả lại luôn, cái viên nhỏ thả lại nuôi luôn. Chạy ngang đây nè. Dưới cây, dưới qua bọn chút nữa, qua bọn chút nữa. Thả thì thả còn ra cái bèo là lại tụi tao. Đây là xích lại. Trời, nó chết á. Còn nước trong không? Để nó trên nó ở từ. Để nó trên nó ở trên nước luôn. Hô. 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 Chết mẹ.
thấy cá lòng này còn có phi à. Đem đi thả xuồng mốt mình thả lại với các bạn, cá này không có ăn nhỏ quá. Thả xuồng này nè, chút lấy nước vô cái nó sống lại. Cái bự đâu bắt nó đi. Bể bầu luôn rồi. Đẩy vào bển chút nữa, đẩy vào bển nữa. Chặn lại nha các bạn, chặn lại cho nó ở trên đó, mình lấy nước cho nó sống lại. Chửi nó vịt đi, để cho vịt nó ăn. Nè, cái chốt nè. Thấy cá kìa, kinh khủng không? Như đỡ đầu con đây nữa, qua con cạn. Nguyên bày cái chốt luôn nè. Máy chạy hơi ồn chứ các bạn. Bể bờ, bể bờ. Bể bờ, bắt bờ lại. Để cho cá nó xuống. Sặc các bạn này, sặc trắng đây hả? Để nó cái kèn. Ủa cái này cái kèn nè, cái kèn lóc vào cái lóc kìa, nó đợi xuống cái lóc, cái lóc cái lóc đó các bạn. Cá lóc không? Bạn thấy cá lóc kìa đó, cá lóc á.
cá lóc bắt lóc rồi. Cái này mình không có bắt cái đó, cá lóc. Bể bờ, bể bờ. Cá ra. Cái lóc bảo từ từ không ơi, khó ra không ơi. Đến vô rồi, cái phi vô. Đó đó. Nè 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 nè. Rồi các bạn để chặn cái cá ở đây lại nha các bạn. Rồi thôi bắt cái cá dưới đây cái này nè. Bạn xem tiếp clip sau nha, để bắt cá dưới đây nè. Đó. Còn ổ này nè. Clip hơi dài cũng mười mấy phút rồi. Bạn đăng ký kênh mình để theo dõi clip tiếp theo nha các bạn. Trời ơi, con cá chốt nha. Cá lóc phi gì? Không có tôm ta. Lăn 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 qua xúc luôn. Tính sao bắt cá luôn rồi Tính ơi. Lên bắt đi. Đẻ vô đẻ. Cá lóc bành bành không à. Kéo cái đầu lên, cái đầu. Cái chốt dính vô ấy á. Kéo mẹ cái ống ra ngoài này nè. Kéo lên trời ơi, mày giấu gớm lên hết tèo luôn. Cái mũ tấn. Cái này là tấn, bỏ dép đi. Đang cá lóc, đang cá lóc kìa. Ồ, cá lóc nữa. Cá mỏi luôn. Ồ, cá chuối đó các bạn, cá lóc mới chuối. Bác phụ nè. Đi. Dưới cái cây ngang
Nè Vũ xuống đây. Rồi ông xuống ngay đây nè, ông xuống ngay đây nè cho tấm lưới cột lại. Xuống ngay đây nè. Phi không trời. Để đụng có phi không nữa có lóc không? Phi không nữa có lóc. Bên hay cầm xuống xuống nữa kìa. Má cái chốt lọt ra ngoài đi kìa. Bỏ xuồng hùng á hồi chiều hất vô cái xong. Có mấy cái đèn bự không? Đặt cái phi. Cái gì? Đâu có cần bự nhỏ gì bà cứ nhận đi rồi chiều nó là chút xíu là nó lấy nước vô rồi nó tải xuống cái nào nó bắt. Hất mẹ vô ấy luôn đi, bắt cái lóc lại kìa. Cái lóc, bắt cái lóc lại, cái lóc kìa. Hất mẹ vô ấy đi, bắn cái đèn. Trời ơi, xuống đây gọng cá phi nè, ông nội ơi, để nó chết. Uổng nè cha ơi, nhỏ nhỏ đồ quỷ này để làm gì. Còn cái lóc lên được đó. Đầu gâu chích đó, tôi cho ông ngồi, cái chốt không, rồi bị gọng cái này, cái đi. Cái đó hất mẹ vô, vô ấy đi. Đổ vô xuồng. Thuộn cái lóc, thuộn cái tiền. Còn cái gì nữa không ta? Có cái chốt còn nằm ngoài nghe đi đập cái bà. Nằm ở ngoài đó đó. Thiên đại đổ vô luôn đi. Chút lỡ ra hả? Đúng. Bắt mấy cà phê thôi. Còn cá này bỏ mẹ tên đi. Ngồi chứ hùng chở gì cho cá nó ăn. Thật lát rồi đó. Phụ nè. Có mấy con à bắt lại đi. Không chết đâu. Sói lại tính. Nói thẳng luôn á, đừng có. Rồi sao tắt lên xuống rồi. Để nó chết cũng có làm. Bây giờ rồi. Nghe. Mèo. Cái gì vậy? Để thử bắt mà từ Hùng ơi. Cho bắt cá dưới kia đi. Cá này bỏ đẳng cho nó sống chiều nay bán. Bắt. Bắt rồi bự hơi ra. Mấy người ăn cá bi dưới kia kìa. Cá này ốm vậy. Có lâu kiến quá trời. Thả cá lâu kiến làm gì đi. Cắt cây tính. Nó sạch lên. Cái gì? Cái lâu không kìa. Bắt lát à? Thằng mày tao biết bắt cái không sao nữa này. Ở chích trước thì mò chết luôn á. Ừ. Mò trước á. Sao biết? Mẹ thấy một con đây rồi. Đâu mà nó có gì đâu. Nó có cái gì đâu. Hôm hôm mày lớn có gì không? Có khi mà nó nói tụi tà lóc. Dạ. Nó
cái bự nè. Ừ, bỏ đi tắt nước đi. Còn cái giò nữa hả? Giò hết tiêu rồi. Không, nước rồi. Không, ta bị giác thiệt chích đi nấu cháo ăn không chịu. Chắc được rồi ơi, chắc tiêu rồi. Mấy cái thùng. Nó nhỏ đi cho cá ăn đi thằng ơi. Gì cá phi này ăn gì? Phi để nuôi. Phi đổ vô thùng mẹ đi. Rồi lụm cái phi bỏ xuồng mới được. Lấy này hết cái xuồng nữa, này đem trả hết cái xuồng. Cá bự chưa? Cá tôi chẳng cặt bèo cái gì nữa. Cũng mẹ nó vô bơm hầm phụ bắt của tôi mà nó cá mày cả cặt tao à. Bà nghĩ coi, cả cặt nó luôn chứ sao giờ. Rồi mấy cái sặc cái chú có tính lấy đồ là tính cái chú bự thôi, cái chú nhỏ nhàng hồn gì cho cá ăn. Rồi mấy cái tràn bên đây nữa nè. Lấy cái thau thì tính. Mà thử ơi. À, chú cái chết luôn hồn rồi. Bà mới nhắc à. Rồi. Là mấy cái chốt bự thôi, mấy cái tràn rồi đó thôi. Cái sặc lò kho đó, nó sặc bự đó. Kho ngon lắm á. Toàn có phi không mà. Rồi, xuống coi. Nó đó, thôi. Được chích chưa giật. Giục được, giục được. Có cái thao gì không? Mà thử mà đưa cái thao cho nó bỏ vô. Bỏ cái thùng vô rồi.